nào dám giở trò này với tao. Vợ ơi, ăn kem, ăn kem này. Ôi trời ơi, em bị vợ ối rồi. Vợ ối tức là sắp đẻ rồi đấy. Bô khỉ, nước chảy ở đùi như thế này thì đúng chỉ có thể là vỡ ối thôi, không kiếm được lý do nào khác rồi. Em sao thế? Em mệt à? Em đau quá. Đau hả? Để anh dìu em ra viện đi. Không, em không đi bệnh viện đâu. Ok em, em buồn cười thật đấy. Đau đẻ không lên viện đẻ thì ở đâu? Đi. Không, em đâu em không đẻ ở bệnh viện rồi mà. Bây giờ anh tìm cho em một bác sĩ nào tới nhà đỡ đẻ cho em đi, theo phương pháp tự nhiên ý. Phương pháp ấy là tốt nhất cho con rồi. Anh tìm cho em đi, chứ em không lên viện đâu. Được rồi, được rồi, được rồi. Alo bệnh viện à? Tôi cần một bác sĩ tới nhà đỡ đẻ, phiền cô. Sao cơ? Không có dịch vụ đấy á? Phải tới bệnh viện thăm khám. Được rồi, được rồi, được rồi. Em ơi, bệnh viện báo là không có dịch vụ đấy đâu. Mình lên bệnh viện đi. Không, em đã bảo là em không lên bệnh viện rồi cơ mà. À đúng rồi, em nhớ có một bác sĩ khoa sản, để em gọi cho bác ấy. Bác sĩ à, em vỡ ối rồi, anh tới nhà đỡ đẻ cho em luôn vào ngay nhá. Sao? Tưởng cô bơ tôi không nghe máy cơ mà. Ban nãy là chính tôi chọc cái bụng của cô đấy. Đây là lời cảnh báo của tôi dành cho cô. Vì cả tháng nay cô không thèm nghe máy của thằng này. Không được đâu, bác sĩ dù có bận như thế nào cũng phải sắp xếp tới nhà đỡ đẻ cho em chứ. Được rồi, thế để tôi đóng giả làm bác sĩ rồi đến giúp cô thêm một lần nữa nhá. Vâng, em cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ tới ngay và luôn nhá. Em, thế nào rồi? Bác sĩ bảo đồng ý rồi. Thôi chết rồi, sắp chuyển dạ rồi đấy. Bây giờ anh đi ra ngoài đi, để tôi làm việc nhá. Bác sĩ ơi, để tôi ở đây với vợ tôi, khổ lắm. Anh ở đây làm cái gì, vướng tay vướng chân không giải quyết được gì đâu. Bây giờ anh cứ ra ngoài, tôi bảo làm gì thì làm đấy, đi mua gì thì mua đấy, được chưa? Đi ra ngoài đi, nhanh. Nhanh lên. Em ơi, cố lên em nhá. Đau quá, đau quá. Ôi, tất cả là tại anh đấy. Tự dưng anh chọc cái bụng bầu giả của tôi để làm gì? Để bây giờ chồng tôi nghĩ là tôi sắp đẻ. Bây giờ phải làm sao hả? Này, cô còn trách được tôi á? Cô phải cảm ơn tôi mới đúng nhá. Nếu như hồi xưa mà tôi không giả làm ăn cướp để thằng Phiêu nó cứu cô ấy, thì cô có tiếp cận được nó không? Cô có trở thành dâu của nhà giàu được không hả? Mà cô hứa với tôi như nào? Cô hứa là khi nào có tiền thì chia đôi, rồi hai đứa cao chạy xa bay cơ mà. Thế mà bây giờ mới có tí tiền mà đã đòi có con với nó. Anh có bị điên không? Nếu tôi không có con với thằng Phiêu ấy thì làm sao mà có tiền được? Mấy ngày hôm nay tôi không dám gọi cho anh là bởi vì sợ nó phát hiện đấy. Nếu không như thế thì làm sao mà có tiền đưa cho anh? Cầm lấy đi. Nó phải thế này chứ. Khổ. Anh lại cứ sợ là em bỏ anh, thế nên là anh mới cay như thế. Bây giờ anh phải giúp em vượt qua cửa ải này đi. Thằng Phiêu nó đã hứa sang tên cho em một mảnh đất nếu em đẻ cho nó một đứa con đấy. Chết rồi, bây giờ phải làm sao? Anh giúp em đi. Đất à? Sao rồi bác sĩ ơi? Nãy giờ em thấy im thế. Đau quá, đau quá. Nào, cô cứ thở từ từ thôi. Đúng rồi, thở chậm vào, bình tĩnh, bình tĩnh. Không có gì hết nhá, thở chậm vào, đúng rồi. Yên tâm đi, anh có cách rồi. Ca này khó đấy. Đây, bây giờ cậu chạy xuống tiệm thuốc, mua cho tôi bông này, gạc này, thuốc cầm máu này, thuốc chống đông máu nhá. Mua nhiều lên, biết chưa? Dạ dạ, vâng, tôi đi ngay ạ. Ờ, nhanh lên. Thằng chồng của em đi rồi đấy, anh với em đi thôi, đi. Đi đâu? Bà chị dâu anh vừa mới sinh, bây giờ đang ở nhà một mình, bởi vì ông anh đi công tác rồi. Ý của anh là sẽ lấy đứa cháu của anh để thế vào chỗ con của em á? Đúng. Chứ mà nhỡ may bị phát hiện thì sao? Phát hiện thì tính sau, bây giờ mình cứ giải quyết cái việc tìm cấp thiết trước đã. Có gì tính tiếp, đi nhanh lên.
Về rồi đó. À vâng ạ. Cháu em đâu rồi chị? Nó ngủ rồi à? Sao mà yên nắng thế? Ừ, thằng bé nó vừa ngủ xong ở trong phòng ấy. À mà sáng chị nhờ chú mua cho cháu cái gối chặn, chú đã mua chưa? Chết rồi, sáng em nhiều việc quá em quên chị ạ. Thế để chị xuống dưới siêu thị dưới nhà rồi mua luôn cũng được. Chú ở nhà trông cháu giúp chị nhá. Dạ vâng, chị đi đi ạ. Này, em bé yếu đi trước đi. Xong rồi để anh đánh vào hướng bà chị dâu anh nhá. Đi đi, nhanh nhanh nhanh. Cụ Bo vẫn ngủ ở trong phòng hả chú? Dạ vâng, nó vẫn ở trong phòng đấy ạ. Chú Đạt! Chú Đạt ơi! Sao đấy ạ? Chú có biết cụ Bo đi đâu không? Em không. Lúc nãy là em nhìn vào phòng thấy nó đang ngủ. Xong rồi em bị đau bụng quá thế đi vệ sinh. Đi vệ sinh xong em ra đây ngồi mà. Cụ Bo đâu rồi? Nó không có ở trong phòng. Cái gì ạ? Chết rồi, ai là lúc nãy đi chị không đóng cửa, thằng nào nó vào nó bế cháu của em đi rồi ạ? Không thể nào, không thể nào, tôi phải đi tìm con tôi. Chị ơi, chị Linh, chị mới sinh xong, sức khỏe đang còn yếu, mình không xuống đi tìm được đâu ạ. Không, con tôi không thể để mất con tôi đâu, tôi phải đi tìm nó. Chị nghe em, bây giờ chị cứ ngồi trên này nghỉ ngơi đi, để em chạy xuống tìm nhá. Đây chị cứ ngồi đây. Em sinh xong rồi, là con trai, được 3 cân tư hơn. Đợi xem nào, con trai của bố kháu khỉnh quá. À, mà bác sĩ đâu rồi em? Anh ấy có việc nên phải tới bệnh viện trước rồi. Em đã chuyển khoản cho anh ấy, lát anh chuyển lại cho em là được. Được rồi, em ấy đã để cho anh một đứa con trai kháu khỉnh như này. Em vất vả rồi, anh nhất định anh sẽ bù đắp cho em. Im đi không? Từ ngày bế mẹ về đây nhá, ngày nào mẹ cũng khóc, đau hết cả đầu. Em không dỗ ông đó à? Sao có để nó khóc toáng như thế? Anh lại phải giả là bác sĩ sang khám cho em rồi này. Em dỗ mãi nó có chịu nín đâu. Được rồi, nếu mà mày thích khóc ý, thì tao sẽ cho mày khóc, khóc đến mày lả đi thôi. Mày nào, em định làm cái trò gì đấy? Trẻ con nó mà khóc ý, chỉ có hai nguyên nhân thôi. Một là nó đói, hai là phải thay tã cho nó. Có thế thôi em không biết à? Em không biết đây. Anh giỏi thì anh đi mà thay đi. Nó có phải con của em đâu mà em chăm hả? Em ôi, con của tôi. Hóa ra là hai người bắt cóc con tôi à? Cô nói cái gì cơ? Ai là con của cô? Bọn họ chính là người đã bắt cóc con trai của tôi đấy. Chị à, buổi sáng em đi đồn công an rồi chị ạ. Thế nhưng mà chưa có tin tức gì cả. Để bây giờ em chạy lên lần nữa nhá. Alo. Đây đây, tôi đến luôn đây. Sao lại có chiếc bao tay của trẻ con rơi ra từ trong túi của thằng Đạt chứ? Sao cái bao tay này lại giống cái của cu Bo đeo hôm bị bắt cóc đấy nhở? Tôi đã nhìn thấy chiếc bao tay này nên đã nghi ngờ rồi đi theo chú. Ai ngờ đến đây chứng kiến cái cảnh tượng này à? Cô nói đủ chưa? Đây là con của tôi, cô đừng có nhận vơ nữa. Vừa nãy tôi ra ngoài tôi nhận đồ ship, cửa nhà tôi không đóng. Cô lẻn vào cô gây chuyện đúng không? Đây chắc chắn là con trai của tôi. Ở dưới bàn chân của nó còn có một vết bớt màu đỏ. Nếu như anh không tin thì có thể kiểm tra. Nếu anh vẫn không tin thì có thể đi xét nghiệm ADN. Lúc đấy sẽ biết được bố mẹ của đứa bé là ai. Cha, chuyện này là sao? Em... Nếu như cô không nhận thì tôi sẽ báo công an đấy.
Chị ơi, em xin chị đấy, đừng có báo công an nhá, em biết lỗi của em rồi. Em... Chồng ơi, em xin lỗi, là do em nói dối, bởi vì em sợ là nếu em không mang thai cho anh thì anh sẽ không yêu em nữa, anh sẽ bỏ em. Cô thôi đi. Tôi thật không ngờ cô lại là loại người mưu mô xảo quyệt như vậy đấy. Anh đừng có như thế mà, em xin anh. Cô, đừng bao giờ mong tôi tha thứ cho cô. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của tôi nữa. Biến anh